các bạn trở với kênh dưới vào vlog channel nha các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi làng mực ở bãi ship nhỏ nha các bạn, ở thị trấn An Thới nha các bạn. Giờ mình sẽ review cái khu chợ mực Mái Xôm nha các bạn, các bạn theo dõi mình nha. 1 2 3 come on. We'll be right back.
khúc này cá nhiều quá các bạn ơi, cá người ta vô nè, quá trời cá luôn nè, quá trời cá luôn các bạn, rồi gọi đi không, quá trời cá luôn. Cá nhồng, cái này cá bọc má. Giờ này cá vô quá trời nhiều luôn nè, đủ loại cá luôn. Các bạn, mình đang ở chỗ với cáp treo nha các bạn. Trên đầu mình là cáp treo nha các bạn. Các bạn thấy cáp treo không? Có cáp treo đi ra ngang đầu đó các bạn.